Ngày sau một tour đi phượt đường đất đỏ nè anh em, cự ly chỉ có mấy chục cây số thôi nha. Này bởi vậy anh em chơi xe là mô tô hỏi lý do làm sao mà tuổi thì có khi nó già nhưng mà cái order nó thấp là lý do là vậy đó. Đó anh em coi nè, này mà mang đi chơi rồi về thì cắm đầu mà rửa ở ngoài lộ ngoài tiệm thì anh em đem tới thợ người ta rửa thì anh em tốn tiền, còn nếu những anh em nào mà không có ở gần ngoài đó được thì phải trang bị là máy rửa bùm hơi, rửa xong người ta phải thổi xịt cho nó khô từ ngán chơi mấy này đó anh em. Đấy đường đất đỏ mà chúng ta phi thì nó phải trơn trượt chứ, phải ứ ự rồi chứ, đất dần tới đầu đấy, không có điện quý. Muốn chơi là phải trang bị nhà mình phải sắm máy không, thôi để mình rửa nè anh em ơi. Anh em nhìn đường đất đỏ hôm qua mình điên tu bù đăng xe này dở tay chơi lắm, Benelli 251 Trung Quốc mà hàng chơi, nhưng mà giờ muốn mua con xe đẹp cũng hơi như không còn nữa. Nó nghỉ bán rồi. Nhưng mình thấy chơi gì nó vừa.